Xin chào tất cả các bác. Trên xe đạp bên em hôm nay có 3 đơn đi. Đơn này là đơn gian FCR 3100 giá 6.8 triệu đi Bình Dương. Đơn này là đơn Sava 9.2 triệu. Đơn này là đơn đua Kata 25.800 đi Bình Dương. Hiện tại em đang ở đua cục Viettel để gửi hàng đi cho các bác nhé. Đua Kata 25.800 gian Touring FCG 6.8 Sava Carbon 9.2 triệu địa hình.